chào cả nhà đến với buổi tập của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai trên sân vận động Lạch Tray. Hôm nay các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai có buổi tập làm quen sân, chuẩn bị cho ngày mai đội sẽ có một trận đấu với chủ nhà Hải Phòng vào lúc 18 giờ ngày 20 tháng 10. Đây là các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai đây. Có Châu Ngọc Quang, Dũng Quang Nhỏ là những cầu thủ đã gắn bó với đội bóng Hải Phòng. Trên sân tập thì hầu như là các cầu thủ trẻ của đội Hoàng Anh Gia Lai. Trong đó vẫn có một thủ lĩnh Tuấn Anh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tuấn ơi,